Sau đây, mời quý vị đến với mục đọc báo trong nước do Nam Nguyên phụ trách. Quốc hội Việt Nam xem xét các khoản nợ của Vinasin do chính phủ báo cáo, giữa lúc có tin công ty Elliott Vin Hà Lan, một trong số các chủ nợ khởi kiện Vinasin cùng 21 công ty con ra tòa thương mại London. Nếu vụ kiện này diễn ra mà không được dàn xếp thì ảnh hưởng của nó có thể lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế, cũng như uy tín của chính phủ Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinasin nợ như chúa chổm với tổng nợ khoảng 86.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2010, theo các báo cáo chính thức, trong đó Vinasin nợ 750 triệu đô la từ nguồn trái phiếu quốc tế do chính phủ phát hành và cho vay. Dĩ nhiên, chính phủ có trách nhiệm trả nợ khoản này. Ngoài ra, Vinasin còn có khoản vay khác 600 triệu đô la do ngân hàng Credit Suisse bảo lãnh phát hành trên thị trường quốc tế. Phần còn lại là các món nợ ngân hàng thương mại nước ngoài và các tổ chức tín dụng trong nước. Đối với khoản vay 600 triệu đô la, Vinasin đã không thể trả nợ theo hợp đồng. Đáng lẽ Vinasin đã phải trả lần thứ nhất là 60 triệu đô la, đáo hạn hồi tháng 12 năm ngoái. Sài Gòn Tiếp Thị Online trích lời ông Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, Elliott Vin chỉ là chủ nợ của khoảng 9% trong khoản nợ nước ngoài 600 triệu đô la của Vinasin. Elliott Vin đã mua lại trên thị trường mua bán nợ thứ cấp, chứ không phải là chủ nợ đầu tiên. Ông Võ Chí Thành nhận định rằng, dù Elliott Vin kiện chỉ 9% khoản nợ, tức từ 54 tới 60 triệu đô la, nhưng khả năng thắng kiện của họ rất cao và sức lan tỏa của vụ kiện rất lớn. Nó sẽ làm cho chỉ số tín nhiệm nợ của chính phủ Việt Nam giảm xuống, sẽ khó đi vay trên thị trường tín dụng quốc tế hoặc sẽ phải chịu lãi suất rất cao. Tối 17 tháng 11, ông Võ Chí Thành phát biểu với chúng tôi từ Hà Nội. Trong hoạt động kinh tế cũng như trong phát triển này, thì vấn đề đôi khi nó không nằm ở cái con số là nhỏ hay to, mà vấn đề là những cái ý nghĩa và những cái cách hành xử sau con số ấy, thì tôi nghĩ ngay nhiều khi nó quan trọng hơn. Thì đấy cũng chính là cái ý tưởng chung nó như vậy thôi. Trên Sài Gòn Tiếp Thị Online, ông Võ Chí Thành nói rằng, bản chất vụ việc không chỉ dừng lại ở số tiền thua kiện, mà có thể vì cái nhỏ mất cái lớn hơn nếu một khi vụ kiện xảy ra. Cho nên, dù đây là khoản tiền không có bảo lãnh của chính phủ, nghĩa là chính phủ không phải trả thay, nhưng chính phủ phải bằng cách này hay cách khác, ví dụ cho Vinasin vay để trả nợ. Trong trường hợp này, theo ông Thành, chính phủ phải công khai minh bạch cho Quốc hội và nhân dân được biết. Một chuyên gia kinh tế khác, ông Huỳnh Bửu Sơn, nguyên thành viên tổ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính và đổi mới kinh tế trong thập niên 90, nhận định. Tôi cũng không có rõ cái nội vụ mà công ty của Hà Lan nó kiện một cách riêng lẻ, tách ra khỏi cái cộng đồng các chủ nợ như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là phải chờ cái kết quả mà phân xử của tòa án để mới biết hậu quả của nó đối với cái vụ kiện này nó như thế nào. Tuy nhiên tôi cho rằng là khi mà để xảy ra một vụ kiện như vậy thì tất nhiên là nó có ảnh hưởng ít nhiều đối với cái vấn đề mà vay nợ của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cái doanh nghiệp mà nhà nước đối với lại thị trường tài chính quốc tế. Và tất nhiên là đứng về phía chính phủ thì phải thận trọng hơn trong việc mà cho phép các doanh nghiệp đi vay. Trong cái việc này thì theo tôi biết thì là không có sự bảo đảm của chính phủ. Dù sao thì đây cũng là những doanh nghiệp quốc doanh. Và khi họ đi vay thì tất nhiên là đi vay thì phải trả nợ. Và mà để cho có một cái chủ nợ nó chuyện như thế thì nó cũng đã ảnh hưởng đến cái tín nhiệm. Và điều đó nó sẽ có thể là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số tín nhiệm của quốc gia nói chung. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đề xuất với cộng đồng các chủ nợ về khoản vay 600 triệu đô la của Vinasin để bảo đảm khoản nợ này được duy trì ở hình thức tái cơ cấu. Theo đó, các chủ nợ giảm nợ và nhận ngay bằng tiền mặt 35% mệnh giá nợ hoặc chấp nhận hoán đổi hợp đồng khoản vay 600 triệu đô la đáng lẽ đáo hạn vào cuối năm 2015 thành một hợp đồng vay mới có thời hạn 13 năm
được chính phủ Việt Nam bảo lãnh trả đủ nợ gốc nhưng không trả lãi. Việc một mình Elliott Vin khởi kiện Vinashin và 21 công ty con cho thấy việc đàm phán nợ với các chủ nợ khoản vay 600 triệu đô la đã không thành công. Trong khi đó, không có thông tin về việc xử lý các khoản nợ của Vinashin với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong nước. Truyền thông trong nước tỏ ra khá dè dặt với vụ Vinashin chính thức bị khởi kiện ở London. Nhưng Sài Gòn Tiếp Thị Online là tờ báo đưa nhiều thông tin nhất đối với sự kiện thời sự khá nhạy cảm này. Ngày 11 tháng 11, tờ báo trích lời luật sư Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc Invest Consult, một công ty tư vấn đầu tư trụ sở chính ở Hà Nội, nhận định rằng do chính phủ Việt Nam không để Vinashin phá sản, nên hậu quả của vụ án không dừng lại ở Vinashin vì 21 công ty con của Vinashin cùng là bị đơn. Nay một số lớn đã được chuyển sang các tập đoàn công ty mẹ khác. Những tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước tiếp nhận những công ty con của Vinashin đương nhiên bị liên lụy. Theo ông Nguyễn Trần Bạt, nếu trước đây chính phủ không phân tán, kiên trì tập trung tập đoàn Vinashin thì chỉ có một pháp nhân chịu trách nhiệm, thì đối tượng chỉ là Vinashin chứ không phải là công ty con. Bây giờ chủ nợ đưa ra một cái lưới rộng hơn để bắt các con cá đã được sơ tán và các công ty tiếp quản các đơn vị này phải chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Trần Bạt nhấn mạnh là vụ kiện với khả năng tòa phán quyết Vinashin thua kiện thì hậu quả của nó sẽ lan tỏa ra toàn khối doanh nghiệp quốc doanh, lan tỏa đến nền kinh tế và cả chính phủ nữa. Theo đó, hậu quả của nó không chỉ về kinh tế mà còn là hậu quả chính trị và không phải là chính trị chung chung, mà uy tín của chính phủ sẽ suy giảm, dẫn tới kéo theo chỉ số về nợ còn giảm nữa. Trả lời phái viên Mạc Lâm của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, luật sư Nguyễn Trần Bạt nhận định. Hậu quả chính trị bao giờ cũng là kết quả của bản lĩnh chính trị của nhà cầm quyền và của xã hội nữa. Thế thành ra là bây giờ thì nhà cầm quyền là chưa có bất kỳ một tuyên bố nào liên quan đến cái việc kiện cáo của tập đoàn Elliott với lại Vinashin. Cho nên là tôi chỉ muốn gợi ý với lại nhà quản lý, với nhà nước rằng là cần phải nhìn cái việc này một cách sâu sắc hơn để tránh tất cả những cái vụ về trong việc xử lý cái hậu quả và buộc phải nhìn nó như một cái hiện tượng khủng hoảng chứ không phải là một hiện tượng cụ thể của công ty Vinashin. Trên Sài Gòn Tiếp Thị Online, luật sư Nguyễn Trần Bạt nhận định rằng chính phủ không có trách nhiệm trả nợ trực tiếp cho Vinashin vì không có thư bảo lãnh, nhưng chính phủ phải trả một cái nợ là làm giảm giá trị thương hiệu của nhiều tập đoàn kinh tế cùng một lúc khi sự kiện tư pháp này diễn ra khốc liệt. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài. Ở phần cuối.